Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 69: đời trước sát nghiệp quá nặng. Xã hội hiện đại quan tâm chăm sóc đối với người tàn tật tương đối chu đáo, đây là cơ bản nhân đạo. Thế nhưng tại vì sao khi sanh ra con người bị tàn tật? Bởi vì đời trước của họ sát nghiệp quá nặng, cho nên đời này tuy là được thân người, nhưng cái tội báo của đời trước vẫn còn. Người bị chứng tâm thần phân liệt, bị mất trí, đều là do quá khứ giết hại chúng sinh quá nhiều, nên bị quả báo như thế. Những người bị quả báo như thế này đáng được chúng ta đồng cảm thương xót. Đồng tu học Phật đối với những người này phải nên dùng tâm bình đẳng, tâm từ bi để khai hóa cho họ, làm cho họ chính mình mà giác ngộ, làm cho họ chính mình sáng tỏ, chân thật sám hối. Những chướng ngại này đều có thể chuyển đổi. Hay nói cách khác, sức mạnh sám hối của họ có phải là dũng mãnh hay không? Tính tâm có kiên định hay không? Nếu như dũng mãnh kiên định thì cảm ứng không thể nghĩ bàn. Việc này ở trong truyện Trí Học Phật nhiều đời đều có ghi chép lại. Người không thấy được, đôi mắt có thể hồi phục. Người bị điếc có thể hồi phục được thính giác. Việc này thuốc thang không thể làm được. Thế nhưng dựa vào công phu tu trì của chính mình thì làm được. Cái cảm ứng này không thể nghĩ bàn. Nếu như hiểu rõ Phật lý, chăm chỉ sám hối niệm Phật, nghiệp chướng nhẹ, bệnh của họ liền được khỏi. Nghiệp chướng nặng cũng có thể được giảm nhẹ. Việc này phải nên biết. Vấn đề là họ có chịu tin tưởng hay không? Không chịu tin tưởng, vậy thì không còn cách nào. Cho nên cái tính tâm này là vô cùng quan trọng. Bạn phải nói rõ cái nguyên lý của nó. Đó chính là trên kinh Đại Thừa thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm là chủ thể. Tâm thiện, hạnh thiện, cái thân thể này tự nhiên sẽ hồi phục bình thường. A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.